Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là Samsung Galaxy Note 5 đang được vỡ màn hình, chờ tay mới tại di động cao cấp.vn. Rất là nhiều khách hàng gọi điện đến di động cao cấp.vn là tại thời điểm tháng 6/2020 này thì màn hình của Samsung Galaxy Note 5 bị vỡ lỗi thì có thể thay mới tại di động cao cấp.vn được không? Thì hiện tại di động cao cấp.vn đang nhận thay mới tất cả các mẫu điện thoại Samsung từ mới nhất đến cũ nhất cho quý vị các bạn. Riêng đối với Samsung Galaxy Note 5 thì màn hình cũng luôn có sẵn với đủ màu thay mới vì các bạn khi cần. Đối với khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Các bạn ship màn hình ship máy Note 5 đến di động cao cấp.vn, chúng tôi kiểm tra tình trạng máy và sẽ báo cụ thể với các bạn các cái lỗi trên Samsung Galaxy Note 5 của quý vị các bạn đang gặp phải. Quý vị các bạn sẽ báo giá quý vị các bạn. Quý vị các bạn ok, di động cao cấp.vn sẽ tiến hành thay mới cho quý vị các bạn. Thay xong thì di động cao cấp.vn sẽ chuyển đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền cho bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Nó rất là đơn giản thôi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về các cái dịch vụ liên quan đến thay mới màn hình, sửa chữa Samsung Galaxy Note 5, quý các bạn vui lòng liên hệ 096 1234534. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.